lên là lên. Thì trước khi bắt đầu vào việc, mình lướt qua chỗ này, chỗ là cái khu mộ cổ lắm. Này toàn bộ những khu mộ cổ mà, bên đó cũng vậy, đây cũng vậy, đây cũng vậy, bên này mới cổ nhất nè, chắc phải ngoài 100 năm. Cái khu vực này là của ấp Hòa Thạnh, xã Đồng Thạnh, ấp Hòa Thạnh hay Hòa Bình vậy, nay đem kẹp sắt rồi đó vậy. Nên em kẹp sắt bắt rắn rồi. Vậy là ấy, vậy là chuyên nghiệp mà đem cái đồ móc đồ. Không có. Cái này là anh có đọc qua bình luận của mấy người góp ý nè. Thôi mình quan tâm gì cũng được, một hai bữa cũng được á, không sao anh nha. Một hai bữa thôi. Chào cả nhà. Này mấy anh em mình đi ấp Hòa Bình hay Hòa Thạnh gì á, chỗ này nè. Của xã Đồng Thạnh. Thì có một ông chú hôm rồi có dẫn tụi mình lên đây rồi, là dẫn lên bắt một con rắn ở mé kinh bờ bình bờ kinh trên đó, đó. Thấy không? Hòa Thạnh có chữ không? Nó ừ. Sát bên cái trạm y tế, đây là trạm y tế của xã Đồng Thạnh nè. Xong đi rồi. Ở phía sau á. Hôm rồi ông chú dẫn mình lên cái bờ kinh mé trên đó đó. Ở đó đó, chỗ đó nó có con kinh, mé trên thì bị móc rồi, chú nói bị móc rồi. Có phát hiện lớp da. Mà bờ kinh bên đó thì bị đất nó móc lấy, bị máy móc lấy đất đi rồi, còn bờ kinh dưới. Cho nên bữa nay tụi mình tới đây kiếm bờ kinh dưới. Trước khi xuất quân thì để theo cái lời hứa của mình có hứa một cái bạn tên là rồi mất mạng coi. Ủa, còn đứng đó mất mạng đâu. Chào chưa anh, chào chưa lo chào kìa. Chào rồi. Chào tới nhà nha. Nhưng đâu mà có nhắc ở bạn. Ai mà còn đứng đó mà bị giáp này, giáp nó mất mạng rồi. Mất kết nối. Đây một anh tên là Chuồng Chuồng TV. Thì anh nói là đề nghị anh Hoàng ngoài việc thả tim còn phải trả lời bình luận của mọi người nữa nhé. Em là fan cứng nên nào lên clip anh chào em cho em lên sóng với ạ. Thì mình có hứa là ok cho nên giờ chào bạn Chuồng Chuồng TV. Còn cái ý kiến góp ý là kêu mình trả lời mà tất cả các bình luận thì chắc cái này mình bỏ qua quá. Tại vì không phải là một cái clip mới lên à, 200-300 cái bình luận không, mà những clip cũ nó vẫn lên. Có nghĩa là một ngày mình phải đọc hơn 500 cái bình luận. Thì giống như là một cái cổ máy vậy đó, sáng ra mình mở máy lên rồi thả tim thôi, đọc lướt qua thôi chứ không thấy nào mà trả hết được. Cho nên cả nhà thông cảm, không thể nào trả lời hết được đâu. Còn có một anh nữa cứ cảm ơn ảnh nói tội nghiệp hoàng nhất. Cứ chửi hoài ai mỗi người cũng có công việc cứ chửi hoài. Có thằng là con trai, có thằng để ăn cơm đổ mà cứ đè chửi nhau hoài cơm đổ. đó thành 1867 1867 hả? Chưa được trăm năm. Vậy ý, trăm mấy năm, trăm mấy chục năm rồi. Mất cái năm mất 1930. 1930. Thôi. Thôi. Còn này đá nó còn ngon quá ha. Đá rồi được mài nhẵn bóng. Nè. Sắc nét kia rồi. Này ủa? Mới nè. Này mới đây. Mới. Cái này nè, này mới cũ nè. Đá cẩm thạch, đá hoa cương gì nè. Có trong đó mới lâu. Giờ anh quần kiếm cái bộ cỏ này thẳng vô trong đó luôn. Nó có một đoạn chút xíu à.
Chào hoài á. Cậu bắt rồi đó. Bên kia hôm rồi là bên kia. Bên kia giờ mở con lậu luôn rồi. Gặp rắn mà trong là nhà đó gặp vô ăn gà hoài đâu hoài hả? Có cái hang nữa nhà sao bác rồi bên đó có mấy cái gò đó lát bằng bên đó luôn đầy con cái này nè cổ dữ nè. Cá chép có gì cái đó rồi luôn hả? Quay con này chắc còn 200 năm ha. Mỗi này nè chắc 200 năm á. Con dòng này có cái con nào đi ra nha. Trong đây sao bắt được nó. Trong đây sao bắt. Chui vô trọng là bỏ tay. Thua rồi. Tám sáu hai bảy một chín bốn hai chín bốn hai 80 tuổi 902 80 năm này là khu bờ mé trên, còn nãy bờ mé dưới, còn mé dưới không có hang, không có dấu vết gì luôn. Giờ lên bờ mé trên kiếm mấy cái gò, mấy cái gù này. Ngọt mà không biết có gì mặn không ta? Có mặn máu máu đổ. Nói chung là tụi mình đi ngoài đồng ngoài xá thì cũng vui lắm, muốn ăn gì ăn hả, muốn uống gì uống à, khát nướng thì có nước dừa, muốn ăn ớt xào mướp thì mướp non sẵn sàng, bầu bí rồi đủ thứ, cái cây cốc ổi nữa đủ thứ hết. Đó là
em phải nói gì là mức đúng. Chuối nè, dừa nè, sari mà đây sari giấm tiều mới chịu nha. Hai cây này bao gãy mà nó lật cái chứ đâu lật. Còn cái này cái me mà đâu phải cái me hả? Mày đâu phải cái me 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 siêu trắng vậy me nè nó bây giờ gì ê gì ê ê giờ rắn nóng đạnh luôn nha ca. Sáng mặt em giờ à giờ rắn con nó không ngựa. Nó thì đang không ngựa con nhỏ quá rồi. Một điện nữa hả anh em, ra anh phát hiện dấu rồi nè, có dấu trên cái gò này. Này vậy. Thấy chưa? Thấy. Thấy mà em không biết luôn rắn gì á. Con bóng bóng đó. Có người kêu em học mà em học làm chi? Em học để em biết dòm hang biết có rắn rồi giấu đồ này kia, giống như là em học nghề của anh vậy đó, mà học để làm gì? Em cái nghề khác mà chứ em đọc thôi. Với tàu. Này cái này cũng chết với tàu luôn. Suối em học em bố em giật nghề anh luôn á. Thì nói chơi chứ. Thì giật nghề để anh thế em anh quay đổi lại. Nói chơi chứ không, em không có chuyên về cái nghề này. Thấy rắn sợ gần chết ở đó mà. Có đi bẫy á, bẫy thì dám. Cứ bắt tay đôi với nó vậy thôi xuống. Mà nói chung mỗi người một việc mà, học chi? Giờ nó biết vậy thôi. Xuống. Bên này có đem liều nè, anh Giang che liều không? Che liều cho dù gì không? Hai xuống đây đây à. Đây phải cái lỗ vừa không ta? Thôi cái lỗ này bự dữ vậy. Thank you.
luôn ta. Mở khóa này đừng nói trước nha. Thẳng đâu? Nó quẹo ngược, nó quẹo ấy gì vậy? Dạ. Dạ. Khì hay vậy? Khì gì vậy? Nhà ca có bươi rộng rộng bánh không? Có. Em nghe cái nó kiếm cái khì mà. Thằng làm hết hồn. Mươi nó mới rộng rộng đây nè. Nó quào rộng rộng đây nè. Nó khì nó mà. Vậy là hàng hậu sáp hả? Anh Giang. Giang. Gì? Hàng hậu sáp hả? Hậu ngựa. Nó khì. Tại hồi nãy có cái lớp da thằng Tâm đưa là da hổ ngựa con. Mình nãy giờ mình cũng ninh tưởng hổ da hổ ngựa không à. Đã chưa? Chưa. Lột quần bên. Đang đi xuống đó đó. Chưa? Cái chỗ cây qua đây coi. Đâu có thông đâu. Mẹ. Đo là đo mày chân dưới coi, chân lớp dưới coi. Chân lớp dưới coi. Chân lớp dưới coi coi. Ngay cho nó xuống đâu. Chẳng dưới đó. Ừ. Dưới nó khì mà. Chấm đại anh Giang. Ừ. Đó. Không thấy. Lọt ngách mà đâu có thấy gì đâu. Rồi cây xuống ngách đây em ơi. Đậu rồi. Đậu chưa? Rồi. Trời ơi, làm mừng hụt. Anh khoán rồi mà nói gì vậy? Anh khoán rồi mà mình chưa biết cắn gì nè. Chưa.
bị đó. Hàng anh cũng có lên đó nhắc ạ. Chuối luôn rồi. Trời ơi, anh Minh nó rủi nó bên kia nó chui ra kìa. Trúng nó hả Tâm? Trời giá mới mài nữa. Ngon. Ngon. Nó trút xuống một bên đây nè. Trời ơi, phải bự chứ nữa ngon rồi. Trời nhỏ quá. Trời, đủ rồi. Sân mạnh chút nữa. Yeah. Cái đầu cho nó móc móc vậy ta. Ra luôn đi, ra lỗ này luôn nha. Đó. Tôi anh này không đau ta. Có trúng đâu. Có. Chấn tình lắm mà. Con này chừng nửa ký gì ta? Vậy cặp 7 tâm lạng. Quỷ này nó ở dơ quá, đầu móc thích hả? Đẹp ha. Đẹp như mơ. Ấy đâu rồi. Cành cái đầu của ảnh. Ê quên, lấy cái cây. Cái cây anh Giang, đang theo. Bên đây nè anh Giang. Dạ có ly rồi chú ạ. Dạ có ly. Quên. Khai trương cái cây. Dạ có ly. Cây này của cái anh ở Đồng Nai tặng. Dạ, cho ra đi, cho ra đi. Chia là cho ra đi. Cho ra luôn, cho ra luôn. Cho ra luôn. Tung chạy, tung chạy. Ngồi im đâu sao? Hê xì. Ngồi im. Hê xì. Ngồi im nha, em đang ngồi. Ê. Chọc cái đít ra. Ê nè, nó chạy nè. Móc cái đít ra. Cái cây móc đâu? Trời, có cái cây móc không xài. Đây đây nè, khai trương ra đây cái cây nè. Trời, con này 700 gram quá, 800 gram quá. Chấn lỗ chú bạn. Đâu? Cái hông á. Hông rồi đó ba. Ừ. Ừ, thấy rồi. Chỗ này nè. Mới trời chạy hơi à. Chưa sao mà không la ta. Bắt đi. Lốt rồi. Khi đi giờ có dặn gì? Khi đi mẹ có dặn rằng thuốc sinh thì hút, thuốc mua thì đừng. Rồi mới thòng lại câu là con ơi thì hãy coi chừng. Cái mà mẹ cũng sẽ thêm một ngày tô na. Làm thơ gì đâm hơi. Tô na gì thấy bị bà thấy bị quánh á. Tô na là sao? Bây giờ bị quánh mà mỏ đó. Tô na na đó mỏ máu. Mỏ máu á hả? Đây kết quả được một con. Hang này còn ngách nữa mà anh đào vô chút xíu nữa cùng rồi. Một con này chắc 750 800 gram ạ. 800 gram. Đó. Này chịu mai cái đó rồi đó hả? Mai cái lỗ đó rồi nè.
tính luôn vào lưới chắc 900 gram qua. Mở mắt còn chưa đoán chính xác đây là nhắm. Vào lưới lượng 900 gram. Rồi. Chín rồi đổ lên cho không dối. Rồi 1 kg mốt. Luôn bọc. 1 kg 50. Ký 50 vậy con này 900 gram lận. 1 kg 50. Bịch này đâu có ướt gì đâu, sao thấy rắn vậy mà nặng dữ ta. Nhờ có mập. Nãy giờ có dục đất vô đây không? Nhờ mập. Mập. À, 900 gram, còn 900 gram. Đã đón luôn rồi, luôn bọc từ chín rồi đó đổ lên. Con này có thể không phải là cái con ở cái khu mộ dưới. Thì mình đây cách khu mộ dưới 150 mét lận. Cái lớp da lọc của cái con khu mộ dưới nó lớn lắm. À, cái ông chú đó ông điện mà ông nói cái lớp da không còn. Mượn cái gáo đó nghe anh Giang. Phải cái nón bảo hiểm không? Ôi. Ôi xuống. Cái cây này là cái cây người ta lọt cái vỏ nón bảo hiểm ra đây để tao làm đồ tưới cỏ nè. Mẹ ăn bồi má xuống. Rồi đây đem cầm này chứ. Rồi nó chạy lúc lên rồi. Đuổi nó xuống. Kiến lửa. Đụng một kiến lửa rồi. Đấy, nó lú ra nó. Này con lửa nè. Đi lần tấn luôn à. Giờ đồ đi về. Lấy ghe qua đi ra lấy ghe đi về. Cái đoàn không được. Nó không biết được. Chỉ bước chứ không sang ngang không biết được. Đi. Một máy này. Giờ đâu có lội ra lấy ghe được. Mình lội được. Mình thấy nó cái lội. Lứa hay gần nha. Lứa. Lúc nhúc trong lưng. Bởi vì nãy em thấy cái mỏ con chuột lứa quá. Thấy mỏ chuột lứa rồi. Kìa mẹ kìa. Lứa. Mẹ nằm kìa lót đuôi kìa. Đi vô canh những cái nước lớn người ta lấy kia rồi. Đó nó mẹ nó giật ra. Không bẻ thằng ra. Rồi, cái này ta bắt kiếm lửa này cắn rồi.
làm gì. Giờ thì sao đợi nước rồng xuống lấy ghe chứ sao? Mình neo ghe, thấy ghe neo mình neo gần nữa chứ. Neo gần là sao? Thấy gì neo gần á. Rồi anh trôi hết mất luôn. Ừ, sống nó quýnh á, quýnh nhóm ghe neo á. Trời ơi. Ghe neo gần. Ủa, mấy con ta? Từ từ. Trời chết, trời chết. Luôn chị hốt máy tháng tháng giờ tôi đang trên đường về á. Leo nhà nghi ngồi đi. Bị kẹt mấy cò với bi xách chiếc ghe ha, xách chiếc ghe ra biển và bị kẹt ngoài biển luôn rồi, hết về được rồi. Con mấy con lúa đại giờ giờ Tâm chạy xuống cứu đồng đội đi. Bây giờ lại không dám đi hả? Lại giờ trong nước lớn thì sao đi? Thôi giờ đoạn clip của mình tới đây kết thúc rồi. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Về. Được con hậu sáp 900g với mấy con chuột. Còn Tâm về về sớm chạy đi rước mấy cò baby đang kẹt dưới biển. Bỏ đi, trời. Chết con đỡ luôn. Chết con đỡ luôn. Nói vậy lên, nói chứ rước chứ. Kệ ráng chịu khó chạy rước chứ. Hình như nghe. Nghe không khoanh là cái chiếc ghe đang đậu ở ngoài giữa. Mà mấy ảnh mấy ảnh neo ghe thì ở ngoài giữa, còn mấy ảnh thì vô mé hả? Mở cốp xe có không? Chắc không có quá. Có không? Chắc không có. Để đi. Đó, à, không phải rõ ràng nó dơ. Ừ, nó sạch đó. Nó cúp xe rồi, dòng mát không? Không có gì đâu, dòng mát. Áo mưa. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.